Bật 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 điện lên cho sáng. Để xem. Ok. Ừ. Đây em nhìn em này. Ánh sáng này cũng không được sáng lắm. Không được sáng lắm. Bật bật điện lên cho nó sáng. Vì là hôm đây là bữa tiệc của anh em chúng tôi. Hôm nay là về đây là dự liên hoan ngày thành lập sư đoàn 2 tại nhà anh Ai Đạo. Đây là bữa tiệc liên hoan gặp mặt nhau sau một năm, mỗi năm tại một địa điểm. Hôm nay là tại địa điểm này, hôm nay là nhà anh Đạo. Còn đây là, xin giới thiệu là đây là đồng chí chủ tịch ban liên lạc của sư đoàn 2 của tỉnh Thái Bình. Đấy. Đấy, hôm nay là không về đây để dự tiệc. Đây là các nữ sinh, người phục vụ ở đây. Anh em bạn bè chúng tôi. Đây là đồng chí chủ tịch trưởng ban mặt trận trưởng ban liên lạc của tỉnh Thái Bình sư đoàn 2 đang phát biểu. Hôm nay chúng tôi rất là vui. Một năm một lần tới với cấp huyện. Sang năm chúng ta kỷ niệm 60 năm ngày thành lập sư đoàn. Tôi chỉ có đề nghị toàn bộ anh em đây nhất trí cao thì một chuyện. Sang năm quyết tâm với anh em chúng tôi trong thường trực ban liên lạc sẽ đưa cái mâm cỗ này về tại hội trường bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Rồi, nhất trí, nhất trí, nhất trí. Và cũng xin thông báo với anh em như thế này này. Cũng trên cơ sở này từ nay đến cái lúc đó là còn ngày phía sau chắc chắn sau năm là sư đoàn phải mời cái ít nhất là được quay anh hết rồi. Không, anh đang bấm nhỉ? Quay cả anh nữa. Bố trí vào ngày chủ nhật của cái ngày gần nhất chỗ bộ chỉ huy được tỉnh. Thế thì cũng nhân đà này thì phát động như này này, do cái điều kiện kinh phí ngân sách của tỉnh còn cắt cấp đi. Từ nay xin trở đi rất là khó mà toàn thân anh em mình không xin chỉ. Thế thì cũng luôn phát động luôn cho bác là anh là có điều kiện để sẽ giúp đỡ là một. Thứ hai là tôi nói ví dụ như hôm qua chúng tôi dự thấy ở Đông Hưng
Sau khi có ý kiến như bưng mâm cỗ này thì anh Quyên đứng lên rồi. Toàn bộ mâm cỗ như thế này Quyên đảm nhận hết cho Đông Hưng. Và chỉ tập trung một Đông Hưng là anh Quyên đảm nhận hết. Thì cũng bê như thế này, tức là anh tài trợ cho cái hội của Đông Hưng. Vác về bộ trung tư. Hôm nay nhân dịp này thì hơi nghĩ này. Thôi được kinh phí là không có hạn. Về mặt chúng ta tổ chức ca nhân chúng tôi đó. Thế còn cái bì hoạt bê mâm cỗ này nó là bộ trung tư. Tất cả các anh nước cốc nhá. Anh nước cốc trung ương nhá. Nào, chúng ta nước cốc nhá. Cả các anh cựu chiến binh luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và đạt nhiều niềm vui. Cảm ơn.